Hello cả nhà yêu của Xin nha. Đáp án chính của video trước là 900 tiền sao. Còn đáp án phụ video trước là không đi giày và chỉ đi dép. Và sau đây là các bạn đã trả lời đúng câu hỏi phụ. Và có một trường hợp này đặc biệt, rất là có quan điểm cá nhân cho nên là vẫn sẽ được nhân đôi tên. Trong video trước tôi có gợi ý là không phải tất cả câu hỏi đều có câu trả lời cụ thể, cho nên là đáp án này vẫn sẽ được tính nha. Còn câu hỏi chính ngày hôm nay là thời lượng video hôm nay làm bao nhiêu phút bao nhiêu giây. Có thể sai 1 đến 2 giây vì mỗi thiết bị sẽ hiển thị thời gian khác nhau. Bạn này đang chụp cùng với một lồng bánh sự kiện sinh nhật gấu Burzon. Nhưng vì không vào được nhà bạn này, cho nên mình sẽ chỉ review nốt ảnh bìa và nhân vật thôi nha. Nhà bạn này có thể là đang ở nhà búp bê 9.000 tiền sao, hoặc là căn phòng nhỏ của căn nhà ước mơ 2 tầng 54.000 tiền sao. Màu sàn nhà là gạch vuông xám tối 3.000 tiền sao. Giấy dán tường là xám pha lê 36 kim cương. Đằng sau lưng là hai khối và thêm tủ trưng món ăn tiệc của sự kiện sinh nhật gấu Burzon. Tóc cáo huyền diệu ở trong gói táo tím huyền diệu 150 kim cương. Mũ phớt lễ tạ ơn ở trong hộp bốc thăm của sự kiện lễ tạ ơn và ơn đang được tổ chức hiện tại. Bộ đồ vịt ở trong hộp vịt 30 mầm cây một hộp, một ngày mở được tối đa 3 hộp. Dép kỳ lân ở trong hộp bốc thăm kỳ lân cầu vồng với giá 30 kim cương một hộp. Kính tròn trắng ở trong cửa hàng trang phục với giá 7 kim cương. Má đỏ ngại ngùng ở trong cửa hàng trang phục với giá 300 tiền sao. Biểu cảm tươi tắn ở trong cửa hàng trang phục với giá 600 tiền sao. Bạn này phối đồ mình đánh giá cũng được, cho nên mình sẽ để là 7 trên 10 nhé. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Xem nào, ai đi ra ngoài biển câu cũng sẽ biết được anh này. Đặt làm câu hỏi phụ luôn nhỉ, tên tiếng Việt của anh này là gì? Câu hỏi phụ hôm nay là một câu hỏi chỉ có một đáp án duy nhất. À, còn nữa, hôm qua tôi có đăng tải hai bài đăng về mã quà tặng trong game dưới dạng bài viết chia sẻ. Vậy nên mọi người đăng ký kênh kèm bật chuông, like, share và vào kênh của tôi xem để nhập mã quà tặng nhé. Bao gồm một mã quà tặng của lễ tạ ơn và một mã quà tặng tri ân ở bên TikTok. Mọi người vào nhập nhanh nhé, không để nó hết hạn thì phí. Vậy nha, hết chữ để tâm sự rồi, mọi người tập trung vào bảng quay số tiếp nhé. Bạn này không chỉnh sửa ảnh bìa. Nhà bạn này đang ở là nhà con 72 kim cương. Màu sàn nhà và màu giấy dán tường khả năng cao là được tặng lúc mua nhà. Như bạn có thể thấy thì ở ngoài cửa và phần bên phải căn nhà đều không có gì. Ở giữa đại sảnh thì có 3 chậu cây và một khu chăm sóc thú cưng. Và có thêm 2 bể cá nữa thôi. Còn ở trong này thì mình thấy bạn ý đặt các chậu cây có gắn đèn, gấu bông, một số vật phẩm trang trí và bộ bàn ghế. Nhà bạn này hơi ít đồ, cho nên mình sẽ để là 5.5 trên 10 nha. Tóc búi cao nâu ở trong cửa hàng trang phục với giá 18 kim cương và thêm 5 kim cương để nhuộm từ màu nâu đậm sang màu da nâu. Non lá dây hồng ở trong cửa hàng trang phục với giá 3.750 tiền sao. Giày LC ở trong hộp bốc thăm tiệc trà xứ sở thần tiên 25 kim cương một hộp. Kính kim loại bạc ở trong cửa hàng trang phục với giá 750 tiền sao. Nàng tiên ánh trăng ở trong cửa hàng trang phục với giá 300 tiền sao. Biểu cảm trong sáng ở trong cửa hàng trang phục với giá 4.500 tiền sao. Tông da có thể là tông 5 được tặng, hoặc là tông 12, 300 tiền sao ở trong cửa hàng trang phục. Nhìn bạn này tôi cứ ngỡ đến một hoa hậu người dân tộc ở Việt Nam. Bạn này phối đồ được cho nên mình sẽ để là 8 trên 10 nhé. Ký tường, Xin Chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Bình luận đầu tiên, bà tặng tôi 1.000 vàng đi, tôi tặng bà 1 tiền sao nhé. Khôn như bà que tôi xích đầy ngoài cổng. Bình luận của bạn Vi, được quay chúng mà em để chế độ bạn bè mới vào được, tiếc quá mà. Ừ, trong video này em không cô đơn đâu em, vì cũng có bạn giống em kia kìa. Bình luận của bạn Tuấn Anh, chị cứ nhập bạn em, xong chị tìm tên em là được. Rồi, ok, đã xác nhận, bạn nào có quá nhiều ký tự đặc biệt trong tên hoặc không nhớ tên của mình thì có thể làm theo cách này. Nhưng phải được sự đồng ý của bạn kia và chọn bạn nào không có ký tự đặc biệt trong tên để dễ ghi nhớ. Nếu bị sai cả hai tên thì mình cũng sẽ hủy kết quả luôn nhé. Tên game của bạn Giang này có khả năng cao là dấu cách của ký tự đặc biệt, cho nên là cũng có thể dùng theo cách của bạn Tuấn Anh trước đó nhé. Đấy, tôi đã cố gắng ưu ái mọi người nhất có thể rồi đấy, mà vẫn chưa đăng ký kèm bật chuông, like, share cho tôi nữa thì tôi dỗi mọi người đó. Cái gì mà tình yêu là rau củ mùa hè vậy? Không hiểu, vì rau củ mùa hè có nhiều loại lắm. Vì có loại ăn rất là ngon, nhưng có loại ăn rất là dở, chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức thôi. Ý em là loại nào nhỉ? Mong chị trả lời. Ok, đã trả lời, của em là 10 triệu, có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt. Bình luận tiếp theo của bạn Chí, mấy bữa nay chị đặt câu hỏi phụ khó ghê luôn á. Vì câu hỏi phụ là chỉ để nhân đôi may mắn thôi, và không nhất thiết phải trả lời, cho nên là sẽ nâng cao độ khó lên một tí ấy mà. Nhưng mà mọi người nên nhớ không nhân 2 thì vẫn là bằng 0 nhé.
Bình luận cuối cùng, mấy nay em học nhiều nên không xem được video của chị chán. Thì chị vẫn giữ nguyên quan điểm của chị nhé, đấy là xem video cho vui vẻ thôi, đừng căng thẳng quá là được. Vậy nha, video dài rồi, ba ba cả nhà, chúc cả nhà may mắn, ba ba.